Rồi câu số 1 nè. Is Tom's house big or small? Ngôi nhà của Tom thì lớn hay là nhỏ? Is small có nghĩa là nó thì nhỏ. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Advanedu, kênh tiếng Anh hay nhất dành cho học sinh, sinh viên và người đi làm. Thầy là Kiên Nguyễn của Trung tâm Anh ngữ Wild Success. Rất vui được chào đón các bạn trong bài học mới ngày hôm nay. Và các bạn đang theo dõi khóa học mới nhất của thầy, đó chính là khóa luyện thi Flyers, giúp bạn nhanh chóng đạt được số điểm tối đa 15 trên 15 khiên. Và bữa nay chúng ta sẽ tiến qua bài mới nha các bạn, đó chính là phần Speaking Part 2, có nghĩa là phần thi nói, phần số 2 trong đề thi Flyers nha các bạn. Trong bài lần trước thì chúng ta đã học cái phần đầu tiên của phần số 2 này rồi ha các bạn. Trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần thi nói phần số 2 này nha các bạn. Are you ready? Let's get started. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng nhìn với thầy vào phần Speaking Part 2, có nghĩa là phần thi nói phần số 2 nha các bạn. Trong bài lần trước thì chúng ta đã học cái phần đầu tiên của phần thi nói số 2 này rồi ha các bạn. Bữa nay thì thầy sẽ nhắc lại một chút xíu nha các bạn, để cho bạn nào mà chưa xem video lần trước thì vẫn có thể theo dõi được nha. Cái phần thi này có tên là Information Exchange, có nghĩa là trao đổi thông tin nha các bạn. Trao đổi thông tin tức là gì? Các bạn nhìn vào đây nè, chúng ta có hai phần thông tin nha. Ở cái phần bên trái nè, các bạn thấy cái bức tranh ở bên trái không? Và hai cái bảng ở bên trái nè. Cái phần này là dành cho giám khảo nha các bạn. Còn toàn bộ cái phần bên phải nè, bao gồm bức tranh và hai cái bảng ở bên phải nè, là dành cho thí sinh. Trao đổi thông tin tức là gì? Tức là giám khảo sẽ hỏi các bạn một số câu hỏi và các bạn sẽ trả lời. Xong sau đó thì đến phiên các bạn sẽ đặt câu hỏi và giám khảo sẽ trả lời nha các bạn. Ở trong bài lần trước thì chúng ta đã học phần đầu tiên, tức là cái phần mà giám khảo đặt câu hỏi và các bạn trả lời ha. Bữa nay thì chúng ta sẽ tiến qua cái phần thứ hai, đó là đến phiên các bạn đặt câu hỏi và giám khảo sẽ trả lời, được không? Rồi ở trong bài lần trước á, thì giám khảo đặt câu hỏi là dựa trên cái gì? Thì bây giờ các bạn hãy nhìn vào bức hình và hai cái bảng bên tay trái nè, để thầy giải thích rõ hơn nhé. Thì các bạn thấy ở đây nè, người ta ghi là Mary's house, ý nói là cái ngôi nhà của Mary. Thì ở đây các bạn nhìn bên dưới nè, có 5 cái dấu chấm hỏi nè các bạn thấy không? Ý nói là ở đây không có thông tin, tức là giám khảo không hề biết một chút gì về ngôi nhà của Mary. Cho nên là giám khảo cần phải hỏi các bạn thông tin về ngôi nhà của Mary, được không? Thì giám khảo đã đặt 5 câu hỏi cho các bạn và các bạn sẽ trả lời 5 câu hỏi này. Làm sao để trả lời? Thì các bạn hãy nhìn vào đây nè, ở bên tay phải nè, bức hình bên phải và hai cái bảng bên đây nè, đó là dành cho thí sinh, tức là dành cho các bạn đó. Thì các bạn sẽ dựa vào thông tin về Mary's house, tức là ngôi nhà của Mary, để trả lời cho giám khảo. Các bạn so sánh hai cái bảng này nha. Cái bảng về ngôi nhà của Mary của thí sinh nè, và cái bảng về ngôi nhà của Mary của giám khảo. Giám khảo không hề có chút thông tin nào về ngôi nhà của Mary, trong khi các bạn có đầy đủ thông tin về ngôi nhà của Mary, các bạn thấy không? Đó, cho nên giám khảo sẽ hỏi các bạn những câu hỏi ở đây và các bạn sẽ dựa vào thông tin mà các bạn có ở đây để mà trả lời 5 câu hỏi của giám khảo, được không? Thì trong video lần trước á, thầy đã hướng dẫn các bạn phần này rồi ha. Các bạn nhìn bên dưới này nha. Ở cái cột bên trái nè, thầy ghi là examiner, tức là giám khảo. Còn ở cột bên phải thầy ghi là candidate, tức là thí sinh, tức là các bạn đó. Thì ở trong cái cột bên tay trái này nè, thầy đã viết ra 5 câu hỏi, tức là 5 cái dấu chấm hỏi này nè, các bạn thấy không? Đó, thầy dựa vào những cái thông tin ở đây và thầy đặt ra 5 câu hỏi. Đó là 5 câu hỏi của giám khảo đó. Và xong sau đó thì thầy cũng dựa vào thông tin ở bên đây nè bạn, những thông tin ở cột này, thấy không? Và thầy cũng đã hướng dẫn các bạn cách trả lời 5 câu hỏi đó nè, các bạn thấy không? Đó, một cách đầy đủ và đúng ngữ pháp ha. Đó là nội dung của cái bài học lần trước. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến qua nội dung của bài học lần này nha các bạn. Rồi sau khi mà các bạn làm xong cái vòng đầu tiên, tức là cái vòng mà giám khảo đặt câu hỏi và các bạn sẽ trả lời dựa trên thông tin mà các bạn có đó, thì giám khảo mới nói câu gì tiếp theo đây? Bây giờ các bạn hãy nhìn vào cái khung màu xanh này nha. Giám khảo mới nói làm sao đây? Now you don't know anything about Tom's house, so you ask me some questions. Có nghĩa là gì? Now có nghĩa là bây giờ. You don't know có nghĩa là bạn không biết, hay là em không biết, tức là các bạn đó, các bạn không biết anything, bất cứ điều gì about, về Tom's house, tức là ngôi nhà của Tom. So, vì vậy, you ask me, em hãy hỏi thầy, được không? Ask có nghĩa là hỏi nha các bạn. Em hãy hỏi thầy some questions, tức là một vài câu hỏi. Rồi vậy thì toàn bộ những câu này có nghĩa là gì? Bây giờ
Em không biết một chút gì về ngôi nhà của Tom. Vì vậy, em hãy hỏi thầy một số câu hỏi. Ý của giám khảo là như thế nào? Bây giờ các bạn hãy nhìn vào ngôi nhà của Tom nè. Cái phần Tom's house nha các bạn. Ngôi nhà của Tom. Thì ở trong cái phần này các bạn để ý nè. Ở đây cũng có 5 dấu chấm hỏi luôn. Tức là cái phần bên phải này nè. Là những gì mà bạn có ha. Thì theo những gì mà bạn có thì có nghĩa là bạn không hề có một chút thông tin gì về ngôi nhà của Tom. Bạn thấy không? Trong khi bạn nhìn bên tay trái nè. Cái phần Tom's house, tức là ngôi nhà của Tom đó, thì giám khảo có đầy đủ thông tin luôn nè. Các bạn thấy không? Vậy thì nhiệm vụ của các bạn là các bạn sẽ đặt ra 5 câu hỏi dựa trên những cái thông tin người ta cho sẵn ở đây. Các bạn sẽ đặt ra 5 câu hỏi và giám khảo sẽ trả lời cho các bạn. Được không? Và làm sao để các bạn có thể đặt ra 5 câu hỏi này? Thì các bạn có thể nhìn vào những cái gợi ý mà người ta cho bên đây nè. Các bạn thấy không? Và đồng thời là trong video lần trước đó, thầy cũng có nhắc các bạn rồi. Khi mà các bạn làm cái vòng đầu tiên đó, khi mà giám khảo đặt ra cho các bạn 5 câu hỏi đầu tiên đó, thì các bạn cần phải nghe thật là kỹ và nhớ thật là kỹ. Tại vì 5 câu hỏi bên đây nè, sẽ rất là giống với lại 5 câu hỏi mà các bạn cần đặt ra, được không? Cho nên nếu như mà các bạn nghe kỹ 5 câu hỏi của giám khảo, thì các bạn sẽ biết cách đặt 5 câu hỏi của mình, các bạn nhớ không? Cho nên các bạn cần phải tập trung nghe thật là kỹ 5 câu hỏi của giám khảo nha. Để khi mà đến phiên các bạn hỏi đó, thì các bạn sẽ biết cách hỏi như thế nào cho hay và đúng ngữ pháp nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến vào loạt 5 câu hỏi này nha. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng nhìn với thầy vào cái bảng bên dưới này nha. Ở bên tay trái nè, là cái bảng thầy ghi là candidate, tức là thí sinh. Và ở bên tay phải, thầy ghi là examiner, tức là giám khảo nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn nhìn vào cái cột bên tay trái nha. Ở đây thầy có viết ra 5 câu hỏi rồi nè, tức là 5 câu hỏi mà các bạn sẽ hỏi giám khảo. Và bên tay phải thì thầy sẽ viết ra 5 câu trả lời, được không? Thì 5 câu hỏi này làm sao mà hỏi được? Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn hãy nhìn vào cái phần này nè. Cái phần Tom's house của thí sinh nè. Các bạn thấy không? Có 5 dấu chấm hỏi nha. Rồi bây giờ các bạn hãy nhìn vào cái hàng đầu tiên nè. Đó là cái câu hỏi đầu tiên mà các bạn cần phải đặt ra. Người ta ghi là gì? Big or small? Ý nói là bự hay là nhỏ? Vậy thì ý của đề bài này, người ta yêu cầu các bạn là hãy đặt câu hỏi là gì? Ngôi nhà của Tom thì lớn hay là nhỏ? Được không các bạn? Đó, cho nên các bạn phải dựa vào cái thông tin này và đặt câu hỏi nha. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn nè. Câu số 1 nè, bạn hỏi như thế nào đây? Is Tom's house big or small? Có nghĩa là gì? Tom's house có nghĩa là ngôi nhà của Tom. Big có nghĩa là lớn, or hoặc small là nhỏ. Đúng các bạn? Đó, vậy thì nguyên câu hỏi này có nghĩa là gì? Ngôi nhà của Tom thì lớn hay là nhỏ? Và khi mà giám khảo nghe các bạn hỏi như vậy thì giám khảo cần phải trả lời như thế nào? Bây giờ các bạn nhìn vào thông tin của giám khảo nè. Giám khảo có thông tin gì đây? Ở cái hàng đầu tiên luôn, ở cái chỗ người ta ghi là big or small, tức là lớn hay là nhỏ đó, thì giám khảo có thông tin là gì? Small, có nghĩa là nhỏ nha các bạn. Cho nên giám khảo sẽ dựa vào thông tin này để trả lời câu hỏi cho các bạn, được không? Rồi vậy thì giám khảo sẽ trả lời như thế nào đây? Các bạn nhìn vào đáp án nè. Is small có nghĩa là gì? Nó thì nhỏ nha các bạn. Ý nói là ngôi nhà của Tom thì nhỏ, được không? Rất là đơn giản ha. Đó, khi mà thầy giải thích ra cho các bạn thì các bạn thấy rất là đơn giản. Nhưng mà khi mà các bạn tự làm thì nó rất là phức tạp nha. Tại vì cái phần này đòi hỏi các bạn phải nắm rất là vững về ngữ pháp. Nếu mà các bạn không hiểu ngữ pháp thì các bạn sẽ đặt câu hỏi rất là lung tung và rất là dễ bị trừ điểm nha các bạn. Rồi câu tiếp theo nè. Câu số 2 hay là dòng số 2 đó, các bạn nhìn nè. Người ta ghi chữ gì đây? Age, tức là tuổi nha các bạn. Ý cái đề bài này yêu cầu các bạn là hãy hỏi xem là ngôi nhà của Tom thì được mấy tuổi rồi, được không? Rồi bây giờ các bạn hãy xem cách thầy hỏi nha. Nè, cái câu số 2 nè, chúng ta phải hỏi như thế nào đây? How old is the house? Có nghĩa là gì? How old có nghĩa là mấy tuổi rồi? The house, ý nói là ngôi nhà. Ý nói là ngôi nhà thì mấy tuổi rồi, được không các bạn? Rồi đáp án là gì? Giám khảo sẽ dựa vào cái dòng thứ hai này luôn. Người ta cũng ghi là age. Các bạn thấy không? Có nghĩa là tuổi đó. Bao nhiêu tuổi đây? 100 years. Ý nói là 100 tuổi. Được không các bạn? Rồi bây giờ các bạn xem cách thầy trả lời nha. Đáp án là gì? Is 100 years old. Có nghĩa là gì? Is có nghĩa là nó thì 100 years old. Tuổi. Rồi nguyên câu này có nghĩa là gì? Nó thì 100 tuổi, được không các bạn? Ý nói là ngôi nhà của Tom thì 100 tuổi rồi nha các bạn. Rồi chúng ta hãy cùng nhau tiến qua câu hỏi số 3 nè. Câu số 3 thì chúng ta cũng nhìn vào cái dòng thứ 3 luôn. Các bạn hỏi như thế nào đây? Người ta đưa thông tin gì? How many people? Có nghĩa là gì?
How many, ý nói là có bao nhiêu. People là người, ý nói là có bao nhiêu người. Vậy tức là đề bài này yêu cầu chúng ta hãy hỏi là gì? Có bao nhiêu người sống ở trong ngôi nhà của Tom, đúng không các bạn? Rồi bây giờ các bạn hãy xem cách thầy hỏi nha. Câu số 3 nè. How many people live there? Có nghĩa là gì? How many có nghĩa là có bao nhiêu. People là người. Live là sống. There, ở đó. Rồi vậy thì nguyên câu hỏi này có nghĩa là gì? Có bao nhiêu người sống ở đó? Tức là sống trong ngôi nhà của Tom đó. Thì đáp án là bao nhiêu bạn? Bạn hãy nhìn vào dòng thứ 3 của giám khảo luôn nè. Người ta nói gì đây? How many people, tức là có bao nhiêu người ha. Và bên đây đáp án là gì? 4, có nghĩa là có 4 người nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn hãy xem cách thầy trả lời nha. Câu số 3 nè. Trả lời sau đây. 4 people live there. Có nghĩa là gì? 4 people có nghĩa là 4 người. Live có nghĩa là sống. There, ở đó. Rồi vậy thì nguyên câu này có nghĩa là gì? 4 người sống ở đó. Tức là 4 người sống trong ngôi nhà của Tom nha các bạn. Rồi chúng ta cùng nhau tiến qua câu hỏi tiếp theo nha. Câu hỏi số 4 thì tương ứng với dòng số 4 nè. Các bạn thấy không? Người ta gợi ý như thế nào đây? Where có nghĩa là ở đâu. Homework có nghĩa là bài tập về nhà. Ý nói là Tom làm bài tập về nhà ở đâu trong ngôi nhà của Tom đó. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt câu hỏi nha. Câu số 4 nè. Where does Tom do his homework? Có nghĩa là gì? Where có nghĩa là ở đâu. Do, làm. Homework có nghĩa là bài tập về nhà. His là của anh ấy. Rồi nguyên câu hỏi này có nghĩa là gì? Tom làm bài tập về nhà của anh ấy ở đâu? Tức là ở đâu trong ngôi nhà của Tom đó. Rồi đáp án là gì? Các bạn hãy nhìn bên giám khảo nè. Cái dòng thứ tư luôn nha. Where có nghĩa là ở đâu ha. Homework là bài tập về nhà đó. Các bạn phải kiểm tra xem đúng thông tin ha. Rồi vậy thì Tom làm bài tập về nhà ở đâu đây? Người ta hướng dẫn đó là gì? Dining room có nghĩa là phòng ăn nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn hãy xem các thầy trả lời nha. 4. He does his homework in the dining room. Có nghĩa là gì? He là anh ấy. Does có nghĩa là làm. His homework là bài tập về nhà của anh ấy. In là trong. Dining room có nghĩa là phòng ăn. Đúng các bạn? Rồi thì nguyên câu trả lời này có nghĩa là gì? Anh ấy làm bài tập về nhà của anh ấy ở trong phòng ăn. Đúng các bạn? Rồi câu số 5 nè. Câu hỏi số 5 thì nằm ở dòng thứ 5 nha các bạn. Người ta muốn biết cái gì đây? Color có nghĩa là màu sắc. Front door có nghĩa là cánh cửa trước hay là cánh cửa ra vào đó, cửa chính đó nha các bạn. Rồi, ý người ta muốn biết rằng là gì? Cái cửa chính hay là cửa ra vào của nhà Tom có màu gì? Đúng các bạn? Rồi vậy thì chúng ta đặt câu hỏi như thế nào đây? Các bạn hãy nhìn vào câu số 5 nha. What color is the front door? Có nghĩa là gì? What có nghĩa là cái gì? Color là màu sắc. What color, ý nói là màu gì nha các bạn. Front door có nghĩa là cái cửa trước hay là cửa chính hay là cửa ra vào đó. Rồi, câu này dịch như thế nào? Cái cửa ra vào hay là cửa trước đó, màu gì? Đúng các bạn? Rồi đáp án là gì đây? Các bạn hãy nhìn vào đây nha. Cái phần color, front door nha. Thì màu gì đây? Đó là màu white, có nghĩa là màu trắng nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn xem các thầy trả lời nha. 5 is white. Có nghĩa là gì? Nó thì màu trắng nha các bạn. Rất là đơn giản ha. Rồi các bạn lưu ý nè. Khi mà các bạn đi thi ở cái vòng này á, thì các bạn chỉ cần đặt câu hỏi thôi nha. Còn giám khảo sẽ trả lời cho các bạn. Các bạn không cần quan tâm đến phần trả lời ha. Các bạn chỉ cần tập trung vào phần đặt câu hỏi thôi. Nhưng mà ở đây khi mà thầy hướng dẫn cho các bạn đó, thì thầy sẽ hướng dẫn toàn bộ ha. Cả phần đặt câu hỏi và cả phần trả lời luôn. Để cho các bạn học và tiến bộ thật là nhanh nhé. Rồi vậy là thầy vừa mới hướng dẫn xong cho các bạn cái vòng thứ 2 của đề thi Speaking Part 2, tức là đề thi nói phần 2 trong đề thi Flyers nha các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ôn tập lại một chút xíu nha các bạn. Rồi ở trong phần ôn tập này thì thầy sẽ giúp các bạn đọc và dịch lại toàn bộ những gì mà chúng ta vừa mới học nha. Các bạn bên dưới hãy nhớ đọc lớn lên cho thầy nha. Các bạn luyện càng nhiều thì sẽ càng mau giỏi nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc câu hỏi và đọc câu trả lời nè nha. Candidate có nghĩa là thí sinh. Examiner có nghĩa là giám khảo nha các bạn. Rồi câu số 1 nè. Câu số 1 thầy nhắc lại nha. Chúng ta sẽ dựa vào thông tin ở dòng số 1 ở bên cái phần ngôi nhà của Tom nè. Để chúng ta đặt câu hỏi nha các bạn. Rồi câu số 1 nè. Is Tom's house big or small?
Ngôi nhà của Tom thì lớn hay là nhỏ? It's small, có nghĩa là nó thì nhỏ. 2. How old is the house? Ngôi nhà thì mấy tuổi rồi? It's 100 years old. Nó thì 100 tuổi rồi. 3. How many people live there? Có bao nhiêu người sống ở đó? 4 people live there. 4 người sống ở đó. 4. Where does Tom do his homework? Tom làm bài tập về nhà của anh ấy ở đâu? He does his homework in the dining room. Anh ấy làm bài tập về nhà của anh ấy ở trong phòng ăn. 5. What color is the front door? Cái cửa trước hay là cửa ra vào thì màu gì? It's white. Nó thì màu trắng. Rồi vậy là thầy vừa mới hướng dẫn xong cho các bạn toàn bộ cái phần speaking part 2, có nghĩa là phần thi nói phần số 2 trong đề thi Flyers nha các bạn. Các bạn có thấy hay và bớt hay không nào? Các bạn hãy nhớ rủ thêm một bạn nữa học chung với mình nhé. Một bạn sẽ tập đặt câu hỏi, còn bạn kia sẽ trả lời. Xong sau đó thì các bạn sẽ đổi vai cho nhau. Các bạn phải tập nói thật là nhiều lần sao cho đúng ngữ pháp nha các bạn. Khi mà các bạn làm được toàn bộ như vậy, các bạn có thể tự đặt câu hỏi, tự đưa ra trả lời được. Thì có nghĩa là các bạn đã hoàn toàn thành công với phần này nha các bạn. Bạn nào mà yêu thích các video của thầy thì hãy nhấn nút subscribe, like và sau đó là nút chuông để nhận được thông báo về các video mới nhất. Và cũng đừng quên chia sẻ video này cho nhiều bạn khác cùng được biết đến và cùng được học giống như các bạn vậy nhé. Đó là cách hay nhất để các bạn có thể ủng hộ kênh Advanced Edu của thầy. Và như vậy thì thầy sẽ có thêm thật là nhiều động lực để làm ra thật là nhiều video hay và hấp dẫn nữa cho các bạn xem nhé. Và thêm một điều rất là quan trọng nữa, đó là bạn nào muốn luyện thi Flyers hoặc là muốn học tiếng Anh trực tiếp tại trung tâm Anh ngữ Wise Success thì các bạn hãy đến trung tâm nhé. Địa chỉ là số 150 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thầy rất là mong muốn được gặp tất cả các bạn đó. Bài học đến đây là hết. Trong bài lần tới thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái phần speaking part 3, có nghĩa là phần thi nói phần số 3 trong đề thi Flyers nha các bạn. Cực kỳ hay và hấp dẫn luôn đó. Các bạn đừng bỏ lỡ nha. Rồi bây giờ thì thầy xin chào và gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Goodbye, see you, have a nice day.